Thưa quý vị, ứng dụng khoa học công nghệ là một trong những giải pháp nhằm phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Tinh thần này đang được các cấp các ngành và từng cá nhân tích cực triển khai. Tại thành phố Cần Thơ, mới đây anh Nguyễn Giang Thọ, nhân viên IT, phòng kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế quận Bình Thủy đã chế tạo xe điều khiển phục vụ bệnh nhân COVID-19, đưa vào sử dụng trong hoạt động của bệnh viện dã chiến đặt tại đơn vị. Xe điều khiển phục vụ bệnh nhân COVID-19 có khả năng mang thức ăn, đồ uống, vật tư y tế đến cho bệnh nhân. Qua đó góp phần giảm tải áp lực cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên cũng như tránh được nguy cơ lây nhiễm. Thiết kế của xe khá đơn giản, gồm 3 bánh xe, 2 bánh chuyển động và 1 bánh điều hướng, khung chứa đồ và bộ điều khiển. Xe có khả năng vận chuyển vật có trọng lượng từ 15 đến 20 kg đến từng phòng bệnh nhân. Toàn bộ quá trình vận chuyển được điều khiển từ xa thông qua bộ điều khiển cầm tay để có thể vệ sinh khử khuẩn dễ dàng. Chiếc xe được chế tạo với giá rẻ hơn một nửa so với thị trường, chỉ khoảng 7 triệu đồng.